Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lickrẻ24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Nãy được bạn Cúc Huy, bạn ấy nhắn tin cho mình đây mà mình đọc mình buồn cười quá không ạ. Đây bạn bảo anh Điệp ơi, em có thử thách này cho anh, nếu anh đồng ý thì làm nha. Đó là anh dùng nick CF Trinh hoặc Ân Xá để bắn. Nhớ là phải top mà không bị ăn kích. Với lại không được dùng item đó nha. Nếu anh làm được em sẽ gửi ảnh chị gái em cho coi. Chị gái em xinh lắm nha, ai nhìn thấy cũng yêu luôn. Vãi cả trưởng. Hóng clip. Ok. Thì mình thấy cái comment này với cái tin nhắn này nó khá là vui và hài hước. Thì mình cũng sẽ thực hiện xem là em đó có gửi ảnh thật không nha. Để xem mà chị em như thế nào nha. Ok, mình đã tìm thấy cái phòng ở đây. Phòng này nhiệt phết này. Nay mượn thật quen mãi được cái nick CF anh em ạ. Có con Barrett Ceiling Blue. Con Barrett M82A1 Blue. Không có VIP. Bắn tạm anh em ạ. Tính bắn AWM nhưng mà thôi. Bắn AWM mà rôm cứng quá thì khả năng là không nhai được. Bắn phải đồng đều xíu. Cọp 6 viên nha. Cọp không có cộng đạn nha. Nick này của em mới có mỗi một cái bộ bộ đấy. Bộ có mỗi con cọp này. Mấy con Barrett này. Mà còn quắm gôn nữa. Không có một tí VIP nào cả. Vào cố gắng quẩy tí. Giờ này mình thấy CF anh em toàn danh cao thủ nhờ. Ghê thật đấy. Rồi, chiến đấu thôi anh em ơi. Không item nhá. Không item không giáp giết nha. Đấy, bắn xanh chín luôn các ông ạ. Đùa thử thách cái quái quá nhờ. Để xem là ảnh của bà chị thì ông em mới xem nó thế nào mà gớm quảng cáo ghê thế. HL cẩn thận có nhá, bạn hãy canh rào đi để được canh HL cho. Thấy khỏe của chị em xinh gái lắm. Ai nhìn thấy là cũng thích luôn không ạ. Quá nguy hiểm. B này. Lỗ B. Toang rồi. Cọp 6 viên bắn nhằng cái hết đạn à. Vào cửa B đây để tôi canh tôi vào lỗ B này. Nhà B. Ok rồi. Vừa lấy có thử đi mấy phòng. Nhưng mà cứ vừa vào phòng cái là chúng nó kích. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Mà lick này cũng đâu cùi đâu. Cái này chỉ có mỗi cái in game đầu là CF thôi. Chứ có phải là CF bị khóa giống như kiểu là mình hack mà bị khóa. Xong rồi nó có ghi in game là CF số bao nhiêu đâu. Đây là lick này như là được đổi tên hay sao á. Bây giờ đi hỏi lick mượn cái lick CF với Ngọc Trinh, Mây Trinh với lại Ân Xá cũng khó lắm. Dường như là không còn ai chơi nữa. Mấy cái lick ấy được đổi tên hết rồi. Bây để tôi móc nhà nó này. Trên nhà nó một này. Chạy đâu ta? Này chạy nhanh thế nhở? Bàn thờ không có luôn. Ơ, bi bà. HN này. Sang B, C4B.
Rôm này họ bắn tốt phết đấy nha anh em nhá. Không đùa được đâu. Mình cứ vào phòng mà mình nhìn thấy mấy cái ông mà có cái bảng nhân vật mẹ toàn tím ngắt nhìn ghê lắm. Góc đấy. Úi cái cọp, con cọp. Cọp hơi sida cơ ông ạ. Cái địch cầm mày à, bị ăn đục quả rùa vãi trưởng ra. Ông đồng đội mình ông đục vào cái lỗ kia. Thằng kia nó nhô ra nó đục spam vãi cái trưởng. Đục mình chết luôn ạ. Tiếp tục đây. Rào có, rào có, rào có. Cánh rào chắc nhá, HN móc này. HN 2 cơ à? Để đấy. Để đấy tôi cành hết. Ông kia về rào đi, cánh rào đi. HN còn 1. Đâu rồi? Ông tưởng cành ở đây luôn chứ đấy. Ôi giời, headshot. Vẫn còn thằng nữa trong HN cơ anh em ạ. Cánh chắc B nhá, bọn này chắc chắn nó là ở B thôi. Này nhà B, nhà B, nhà B. Ui đông lắm, đông lắm, đông lắm. Ấy, mít 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 mít. Ăn băng súng dưới lốc B. Ấy, mày tôn đạn quả đấy tưởng ông Phương Anh nhà ông ấy, ông Phương Hạnh nhà ông ấy giết được thằng đấy cơ. Nhìn tôn đạn quả hút thế cơ mà. Không canh B để tôi canh. Ơi quan trọng gì đâu. Qua B đi tao đéo qua nữa. Ok. Cái ông chữ lằng ngoằng cái ông ấy ra B nhiều bị chết nhiều quá cay. B lại không thằng nào ép à. Đó, tôi qua B lại mất A rồi này. Canh B nhá, để tôi canh mít này. Đấy, tôi biết ngay mà. Kiểu gì cũng lò dò mít lên. Ôi trời à, còn thằng nữa này. Làm gì bạn ơi? HL, HL. Đục quả đó là chưa nhìn thấy tao đâu. Đờ cờ mờ thằng CF. Vãi cả đờ cờ mờ thằng CF ạ. Đừng cay bạn ơi. Mẹ tôi nhìn thấy ông rồi tôi mới đục được. Chứ không tôi không nhìn thấy tôi đục làm sao được. Không nhìn thấy mà đục được, người ta gọi là đục rùa, đục spam. Tao còn chưa ra đến mép cửa. Sao mày thấy mà đục? Ông ra hẳn ngoài mít, ông kêu là ông chưa ra mép cửa, phải trưởng. Đó, đó, quả đấy chạy kinh không? Lỗ còn một này. Hách kìa. Vãi cả hách kìa. À nhấp à, nhấp à. Nhấp với chúng tôi à, nhấp với chúng tôi à. Lại vờ cờ lờ. CF nó hack à, quả này khả năng nghi vấn à, hack bị kích cao lắm anh em ạ. Hack đâu mà hack. Hack thì tố cáo, đúng rồi, hack thì tố cáo.
Thôi buổi lao rồi con đi chết kích. HL1 nhá. Chứ sao biết bắn headshot. Nhìn thấy thì chả bắn headshot. B đông này, sao có mỗi mình tôi ở B ấy này. Mỗi mình tôi canh B canh mid luôn ạ. B đông lắm, B đông lắm. Trời ơi, mid không có, B không có luôn này. Về đây phụ cái nào. Làm gì bạn này. Headshot. Chịu. Vãi cả chịu. Ơ, địch mệnh. Rõ ràng nghe thấy cái phốt ở đây mải cười. Loa loa loa. Ông đoàn đoàn kia, ông ấy cứ chịu vãi trưởng ạ. B này, B này, B này. Góc B, góc B, góc B. Tem này cũng đẹp phết đấy, cũng rực phết đấy các ông ạ. Nhìn trông cũng gọi là hầm hố. Trời ơi, canh lỗ với tôi hả? Headshot ngay. Sao có, sao có. Định mệnh HL không ai canh, B không ai canh này. Thanh niên đoàn kia bổ thôi thoát, vãi trưởng ạ, à, thôi thoát. B vào, B vào, B vào. Một thanh niên bên BL thoát rồi anh em ạ. Lỡ ngỡ tí để thoát hết cơ. Lên B này. HL có sao mà ngóng ghê vậy. Ừ có thật không ạ. Có không? Check kỹ chưa? Gỡ đi, gỡ đi. Thắng đậm thế nhỉ? 6-2 rồi công ạ. Nghỉ mẹ đi. Ra 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 ra. Định mệnh sang mép này lười sang B với lại lười canh mít thế nhỉ? Thôi cũng được. Tôi đứng ở đây, tôi đứng thủ ở nhà tiện canh B công ạ. B kiểu gì cũng ép này, khói tùm lum luôn này. Khói này là khói quân nó nha. Quân mình không ra B mà có khói nghi ngút này. Không vào à? Vào B này. Không làm mò vào luôn ạ. B này anh em ơi. Cái cover hộ cái nào. Nhà B, nhà B. Làm gì vậy, làm gì vậy. Tem kia thoát hết rồi. Bắn cố gắng lên anh em BL ơi. Check nước B nhá, check nước B nhá. C4 trong nhà B này. Ở đâu đấy. Ấy à, ghê nhỉ. Lại một thanh niên mới vào. Lady lớp 01. Bắn 3-0 rồi. Cứng đấy, cứng đấy. Có người gánh tem anh em ạ. Mới đầu vào trận mình nhìn thấy tem bên BL cũng rực lắm mà. Bắn cũng gọi là toàn cao thủ tay to. Lên nhà nó luôn. Tại mình bắn hay thế nhở. Hay thế này thì ai mà chịu được. Gốc 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 gốc. Hay quá bạn ơi. Thằng này chắc ở nước B hoặc cả nhà B thôi. Nước B không có. Chắc trong nhà. Chết rồi. Không được thằng nào anh em ạ. Đi đúng một vòng trái đất luôn.
Con này đi ra để tôi đục vào cái lỗ này cho. Không ai bắt mít, tôi cứ đứng ở canh mít, thi thoảng dìa thằng thôi. Tại mình nó mạnh quá, nó ép lung tung rồi. Đó. Đục rùa chết thằng. Con chó sẽ ép gua chắc. Đờ cờ mờ mờ mày. Quái trưởng. Con này chửi ác quái trưởng ấy. Mít vẫn còn này. À, lỗ này, lỗ này. À đây có thằng này. Canh ai, canh ai. Lỗ vẫn còn thằng này, nhà nó vẫn trên nhà nó vẫn còn đấy. Bên kia cứ thoát ra lại vào lại, thoát ra lại vào lại. Có vẻ là hơi yếu. Còn hai thằng nữa đâu nhỉ? Khả năng ở nhà. Rào lên à, rào lên à. À đây rồi, đây đây đây, lỗ A, lỗ A. A A A, về A, về A, về A. Để đó cho tôi, để đó cho tôi. Nhanh thế. Nào, để tôi canh mít tiếp nào. À, cứ cứ kề kề đây, thi thoảng đục thẳng anh em ạ. Để cho chúng nó sợ. Không thằng nào lảng vảng đây à? Ơ à, cái gì vậy? Thế tôi đục quả rùa thế chưa? Tem mình mạnh thật không ạ? Đùa, tôi đục rùa chết thằng mà tem mình đã hẹo. À, tem mình kia đã hẹo hết rồi. Bắn không cẩn thận là lỡ ngớ cuối trận là cái ông Phương Anh thì ông lại lấy tốt của mình xem. Mình thì chết ít hơn ông ấy nhưng mà mình ăn ít kin hơn. Mấy ông bắn áp đảo quá. Áp đảo thế, áp đảo thế anh em. Từ 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 từ, nhường tôi thằng nào. Hay quá rồi, chết vợ đi. Mày quá, ông Phương Anh ông chết đấy. Ông mà sống ông liếm thêm kin nữa thì khó lấy top đấy. Đây rồi, đây đây rồi, yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Đừng cướp của tôi. Đấy, đừng có cướp của tôi. Cái bắn nó yếu lẫy giờ rồi. Hay quá, hay quá. Rào này, rào này, rào này. Nhanh tay, nhanh tay. Nhanh tay thì còn được mạng đâu các bạn. Không nhanh không được. Đấy, chà. Liều thế hả bạn ơi. Hắn quả flash thế, cầm con lady. Cầm cái con con nhân vật cúi bắp em không có item đi tiếc gì mà ăn quả flash vẫn lao ra bắn quá ghê. Rồi lên luôn, lên luôn. Rào mình đi mỗi ông một ông hẹo rồi. Ui, vẫn khói lắm. Ờ, tem mình lên A rồi đấy. C4 đi các bạn ơi, C4 đi các bạn ơi. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Lỗ A, lỗ A, lỗ A. À, đây rồi, của tôi tất.
Quá thơm. Tổng kết đi, tổng kết đi. Cố gắng giữ cái top, giữ gìn cái top không ạ? 27 chết 7 thôi. Nói chung là tem này ăn ít kin thì cũng chấp nhận, tại vì tem mạnh quá, nó chia chia kin đều rồi, khó ăn kin. Đỉnh mạnh lag anh em ạ. Cái thằng nhân vật quý bắp đây đồn. Ở đây trong giáo đỉnh mạnh lag, đéo biết nó chạy đâu ạ. Căn bản là tem mình thắng đậm quá. Mình cũng không ăn hết được kin. Mấy ông kia cũng toàn ông lưỡi dài, toàn mấy ông mồm rộng cả. Trong rào một nhá. Hay quá rồi. Còn thằng nào không chừa lốt tôi thằng nào. Lỗ à? Lỗ hẹo rồi. Ấy, dao này, dao này, dao, 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 dao. Còn lại thì top chắc chắn là của mình rồi. Không lệch đi đâu được. Ông Phương Hạnh, ông ấy kém mình có 1-2 kill nữa à. Kể cả ông ấy bắn bằng mình, ông cũng không lấy được top. Tại vì ông ấy chết nhiều hơn. Này, chạy đâu rồi ta? HL à? HL à? À, đây này. Ấy, bình tĩnh bạn ơi. Căng vậy. À, đuổi ai đấy bạn ơi. Ok nhá, hoàn thành thử thách nhá anh em nhá. Thôi, clip của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.